Ekaterina đệ nhất, cô hậu gái trở thành nữ hoàng đầu tiên của đế quốc Nga. Dù có xuất thân không cao sang khi phải từng đi làm hầu gái cho nhiều gia đình quý tộc Nga, thế nhưng bằng nhan sắc cùng tài năng được trau dồi từng ngày bởi chính người chồng vĩ đại là hoàng đế Pyotr Đại Đế, Mata Elena Skavronskaya cuối cùng cũng đã làm được điều không tưởng khi trở thành nữ hoàng đầu tiên của nước Nga. Dù chỉ cai trị đất nước trong hơn 2 năm, nhưng những gì mà bà để lại đã khiến cho giới quý tộc Nga phải có cái nhìn thoáng hơn trong việc để phụ nữ nắm quyền lực tối cao của đất nước. Tuổi trẻ đơn côi. Nữ hoàng Yekaterina đệ nhất, còn gọi là Catherine đệ nhất hoặc Ekaterina đệ nhất, nhũ danh là Mata Elena Skavronskaya, thân thế cho đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Cuộc đời bà từ bé cho đến lúc gặp Sa Hoàng vào năm 1703 chỉ là những phỏng đoán. Bà được cho là sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 1684, là con gái của một gia đình nông dân Latvia theo Công giáo La Mã. Một số tiểu sử nói rằng cha của Mata là một người quản lý trang trại, trong khi một số khác suy đoán rằng ông chỉ là một nông nô không có đất. Cha Mata qua đời trong đợt đại dịch hạch năm 1689. Không bao lâu sau đó, mẹ bà cũng mất, để lại 5 đứa trẻ côi cút. Theo những câu chuyện truyền khẩu phổ biến, ở tuổi lên 3, Mata đã được một người dì đưa gửi đến vùng Marienburg, vùng Asnje ở Latvia ngày nay, gần biên giới với Estonia và Nga. Bà được nhận vào gia đình giáo sĩ Johann Ernst, địa vị không hẳn làm gia nhân, nhưng cũng là người phụ giúp một số công việc nội trợ trong nhà. Do không được xem là thành viên chính thức của gia đình, nên cũng chẳng có ai muốn dạy cho Mata. Thế nên cho tới khi mất, bà vẫn chưa biết đọc và biết viết. Đến tuổi thiếu nữ, Mata trở nên xinh đẹp, khiến vợ ông giáo sĩ lo lắng. Bà phát hiện ra chồng mình, thậm chí cả các con, đều bắt đầu có cái nhìn khác lạ đối với Mata. Sợ rằng sẽ xảy ra những chuyện không hay, vợ giáo sĩ mới tìm mọi cách giới thiệu Mata với một binh sĩ trong lực lượng Dragoons của Thụy Điển, đang trú đông gần đó. Đúng như mong đợi của vợ giáo sĩ, cặp đôi nhanh chóng có cảm tình. Theo những lời kể lại, Mata hoặc là chỉ đính hôn, hoặc là thật sự kết hôn với binh sĩ kia trong thời gian ngắn ngủi 8 ngày vào mùa hè năm 1702. Sau đó, với đà tiến công nhanh của quân Nga, trung đoàn Thụy Điển phải thình lình rút lui và Mata không bao giờ còn được gặp lại binh sĩ đó nữa. Làm hầu gái của các quý tộc. Khi các lực lượng Nga tiến quân, giáo sĩ Clark mới đề nghị được làm việc dưới trướng với tư cách là một dịch giả. Ngay lập tức, nguyên soái Boris Sheremetev đã đồng ý và đưa cả gia đình ông, trong đó có Mata, đến Moscow. Chính trong chuyến đi này, do nhìn thấy được nhan sắc trời ban của Mata, vị nguyên soái lập tức xin cho cô ở lại trong quân và được gia đình giáo sĩ đồng ý. Và người đoán rằng Mata đã có thể trở thành tình nhân với nguyên soái Sheremetev. Thế nhưng, theo chính sử Nga, không có tài liệu nào khẳng định điều đó. Sau này khi trở thành vợ của Pyotr Đại Đế, bà không mang ác cảm gì với Sheremetev, nhưng cũng không tỏ ra quý mến ông một cách đặc biệt. Tóm lại, Mata chỉ là một cô hầu trong tư gia của Sheremetev thời điểm đó. Việc Mata phục vụ trong tư gia nguyên soái Sheremetev cũng không kéo dài được bao lâu khi bà gặp được Alexander Danilovich Menshikov, một đại thần của Sa Hoàng. Trong một chuyến thăm gia đình Sheremetev, trông thấy Mata lúc này đã đổi sang tên mới là Ekaterina và cải sang chính thống giáo. Ngay lập tức, đại thần Menshikov đã xin được dẫn bà về Moscow. Cuộc đời Ekaterina cứ thế trôi dạt và phụ thuộc vào người khác. Khi tình yêu lên tiếng. Thêm một lần nữa, Ekaterina may mắn lọt vào mắt xanh của một vị đại quý tộc, và đây cũng chính là người sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bà. Vào mùa thu năm 1703, gia đình đại tướng Menshikov ra lệnh cho bà chuẩn bị đại yến để đón chào sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Trong khi Menshikov và vị khách ngồi nói chuyện ở phòng khách, cô hầu gái Ekaterina được phép đứng bên cạnh và tiếp chuyện với vị khách quý đó. Ekaterina lúc này chỉ có thể biết rằng mình đang được tiếp chuyện với một người có chức tước vô cùng to lớn, đến mức ông chủ, đại tướng Menshikov cũng phải cúi mình. Cuối cùng, như những gì đã từng diễn ra trước đó, vị khách đề xuất được sở hữu Ekaterina. Vốn đã quá quen với việc bị sang tay từ vị quý tộc này tới vị quý tộc khác, bà gần như không phản ứng gì cho đến khi biết được nơi đến tiếp theo của mình sẽ là cung điện, và vị khách đó chính là đại đế Pyotr lẫy lừng của nước Nga. Điều quan trọng là Ekaterina không phải là một người hầu như trước kia, bà đã chính thức trở thành người tình của đại đế. Mùa đông năm 1704, Ekaterina sinh hạ một con trai, đặt tên là Pyotr theo tên người cha đại đế.
Đến tháng 10 năm 1705, bà sinh thêm một con trai đó là Paul. Và tháng 12 năm 1706, cô con gái chào đời được đặt theo tên của mẹ là Ekaterina. Tháng 11 năm 1707, Peter Đại Đế chính thức kết hôn với Ekaterina trong nghi thức riêng tư, không được công khai ở Saint Petersburg. Thần dân, thậm chí ngay cả các bộ trưởng và những thành viên trong gia đình đều không hề hay biết về hôn lễ này. Ekaterina cảm thấy mãn nguyện với vị thế mới và không đòi hỏi gì hơn. Tháng 3 năm 1711, trước khi lên đường đi đánh Thổ Nhĩ Kỳ, Sa Hoàng mới triệu tập em gái Natalia, chị dâu Praskovaya và hai người cháu gái đến để giới thiệu Ekaterina. Ông yêu cầu mọi người phải xem bà là hoàng hậu nước Nga, dặn dò rằng nếu mà ông chết trước, họ phải chấp nhận Ekaterina là quả phụ chính thức của ông. Tháng 2 năm 1712, Peter Đại Đế giữ lời hứa và kết hôn với Ekaterina một lần nữa. Lần này có trống kèn rình rang, có sự tham dự của ngoại giao đoàn với yến tiệc huy hoàng và chương trình bắn pháo bông để mà ăn mừng. Trước khi cử hành hôn lễ, Ekaterina đã nhận lễ rửa tội công khai để gia nhập giáo hội Nga với Thái tử Alexei nhận làm người đỡ đầu. Từ đó về sau, vị hoàng hậu chính thức được gọi là Ekaterina Alexeyevna. Tuy nhiên, việc một đại đế lẫy lừng như Peter lại hạ mình lấy một hầu gái ngoại quốc ngay lập tức nhận về phản ứng dữ dội từ các thành viên trong gia đình lẫn giới quý tộc. Quá khứ của Ekaterina cùng những câu chuyện tình ái được thêu dệt, đồn thổi được đưa ra làm chứng cứ chống lại ngôi vị hoàng hậu của bà. Những người ác ý còn khẳng định Ekaterina là một người đàn bà lẳng lơ, không đoan chính. Mặc dù nghe nhiều nhưng Peter Đại Đế không bao giờ mở lời hỏi thêm bất cứ một điều gì về quá khứ của vợ. Người bạn đời đúng nghĩa của Sa Hoàng. Không phải ngẫu nhiên mà Ekaterina được Peter Đại Đế yêu mến đến như thế. Bà có những tố chất mà ông không bao giờ tìm thấy ở những người phụ nữ khác. Vui vẻ, tình cảm, rộng lượng, dễ thích nghi, có sức khỏe tốt, lời lẽ lúc nào cũng giản dị, thanh thực. Bà có đủ trí thông minh và cảm thông để thấu hiểu những gánh nặng cũng như những toan tính của chồng. Chính sự thông minh đó đã giúp bà có thể trao đổi với Đại Đế về những vấn đề nghiêm túc và lớn lao. Ekaterina và Peter Đại Đế có với nhau 12 người con, 6 trai và 6 gái, nhưng có đến 10 người đã chết non. Hai người may mắn sống đến tuổi trưởng thành là Anna Petrovna, sinh năm 1708, sau trở thành nữ quận công xứ Holstein, Gottorp, và là mẹ của Sa Hoàng Peter Đệ Tam. Người còn lại là Yelizaveta, sinh năm 1709, nữ hoàng Nga trong giai đoạn 1740 đến 1762. Ekaterina chính là hiện thân cho mẫu phụ nữ khác biệt. Thay vì ở yên ấm trong cung, bà thường xuyên cùng Peter Đại Đế đi khắp nước Nga, đến Ba Lan, Đức, Đan Mạch và Hà Lan. Chưa kể bà còn tháp tùng chồng trong hai chiến dịch chống Thổ và Ba Tư, chịu đựng những gian khổ, cưỡi ngựa suốt 2-3 ngày, ngủ trong lều hoặc trên nền đất gần tiếng âm y của Đại Bác. Khi hồi cung, bà lại học khiêu vũ và có thể thực hiện những bước phức tạp, uyển chuyển. Những lần Sa Hoàng có thêm một số nhân tình khác, Ekaterina chỉ điềm tĩnh mỉm cười vì biết rõ chồng không thể thiếu sự hỗ trợ của mình. Bà tỏ ra khôn ngoan, không bao giờ chống đối Đại Đế trực diện, nhưng vẫn luôn tìm cách để ông nhìn nhận sự việc theo khía cạnh khác. Về sau khi có tuổi, Peter Đại Đế bắt đầu bị chứng co giật. Không ai có thể kiểm soát nổi hành vi của ông trừ hoàng hậu Ekaterina. Vào tháng 4 năm 1719, Thái tử Alexei bị giết vì tội phản quốc. 14 tháng sau đó, Thái tử Peter Petrovich, con của Peter Đại Đế và hoàng hậu Ekaterina cũng qua đời khi mới 3 tuổi rưỡi. Đại Đế đau khổ giam mình trong phòng kín, không chịu dùng bữa, không đi ra ngoài và không nói chuyện với ai. Mọi công việc triều đình bị ngưng trệ, hoàng hậu Ekaterina đã kêu gọi cả triều đình đến trấn an ông. Thậm chí bà còn cho phép đội cận vệ phá cửa nếu ông không ra ngoài. Nữ Sa Hoàng đầu tiên của Nga. Như thể dự cảm được sắp có chuyện chẳng lành với mình, vào ngày 15 tháng 11 năm 1723, Peter Đại Đế đã tuyên cáo rằng ông chính thức ban tước vị nữ hoàng cho Ekaterina. Lễ đăng quang được tổ chức theo nghi thức hoành tráng vào ngày 7 tháng 1 năm 1724. Thượng viện, cộng đồng giáo hội, tất cả quan chức và các nhà quý tộc, các cấp đều nhận lệnh phải tham dự. Không có quy định rõ ràng về quyền hạn của Ekaterina và ý định thực sự của Peter Đại Đế. Ngay sau lễ đăng quang, bà đã phải đau đầu giải quyết một vụ án. Trong số các thị thần của Ekaterina có Wilhelm Mons, em trai của Anna Mons, trước đây là người tình của Peter Đại Đế. Dựa vào sự tin cậy của bà, hai chị em họ âm mưu kiểm soát báo cáo và đơn thỉnh nguyện trước khi trình lên nữ hoàng. Ngoài tiền hối lộ,
họ còn nhận nhiều bất động sản, gia nô và tiền bạc. Tức giận, tối ngày 8 tháng 11 năm 1724, Peter ra lệnh bắt Willemond, tịch thu toàn bộ gia sản và kết án tử hình. Người chị Anna bị đánh rồi bị đày đi Siberia. Giữa tháng 1 năm 1725, bệnh tình của Peter Đại Đế ngày càng xấu. Điều này khiến giới quý tộc mới lo sợ việc giới quý tộc cũ sẽ đưa đại công tước Peter Alexeyevich, con trai của thái tử Alexei, lên ngôi để lật đổ họ. Thế là họ tự nguyện theo nữ hoàng mà không chút đắn đo. Đêm 27 tháng 1, chỉ vài giờ trước khi Peter Đại Đế qua đời, khi Thượng viện và những nhà lãnh đạo cao cấp của đất nước nhóm họp để quyết định việc kế vị, các đơn vị cảnh vệ cứ thế tiến vào và bao vây phòng họp. Các binh sĩ hô lên: "Cha chúng ta đã chết, nhưng mẹ chúng ta vẫn còn sống." Sáng ngày hôm sau, một bản tuyên cáo thông báo cho đế quốc Nga và cả thế giới biết rằng vị hoàng đế mới của nước Nga là một phụ nữ, đó là nữ hoàng Ekaterina Đệ Nhất. Khi lên ngôi, nữ hoàng Ekaterina Đệ Nhất tuyên bố sẽ giữ nguyên mọi chính sách và chương trình cải tổ của Peter Đại Đế. Là người thực dụng, bà nhanh chóng củng cố quyền lực của mình ở những mặt có hiệu quả nhất, giải tán công nhân của quân đội làm việc trong công trình xây kênh Ladoga, trả lương cho binh sĩ đúng kỳ hạn, cung cấp quân phục mới. Bà vẫn tỏ ra thân thiện, cởi mở và hào phóng, đến nỗi các khoản chi tiêu của triều đình nhanh chóng tăng lên gấp 3 lần. Ekaterina Đệ Nhất cũng không tỏ ra vẻ tự phụ về việc mình thình lình được tấn phong lên ngôi. Bà thường nói về gốc gác dân thường của mình và mời thân quyến đến kinh đô Saint Petersburg để chia sẻ vinh quang. Năm 1727, khi các dự thảo xem xét về việc hoàn chỉnh lại các cải cách của Peter Đại Đế vẫn còn đang dở dang, nữ hoàng Ekaterina Đệ Nhất băng hà vì bạo bệnh, trị vì nước Nga được 2 năm 3 tháng sau khi lên ngôi chính thức. Dù mất sớm, nhưng thông qua những hoài bão dự định của bà, giới tinh hoa Nga lúc đó cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn về việc trao quyền hành tối cao cho phụ nữ. Về sau, con gái bà đã lên ngôi vào năm 1741, trở thành nữ hoàng đế quốc Nga thứ 3 sau bà và nữ hoàng Anna. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!